Cái thằng này, nè, mày đừng hỗn láo, dám cãi cha mày. Tao bảo lần chót, mày phải ở nhà. Tao có việc đi, đường xá xa xôi, mày theo làm chi? Cha đi bằng ngựa đâu phải là đi bộ, có cha có con đi chung mới vui. Bởi con cảm thấy cha đi có một mình, rủi khi mưa gió đau ốm tùm lình, hoặc là rủi ro tới chỗ ngã ba bị cọp nó tha. À, cái thằng này nó bậy, cái đồ mất dạy. Sắp sửa tao ra đi, mày nói cái chuyện xui à. Thôi để tao đi. Cha đi một mình cọp nó tha cha sao cha? Đồ vô duyên. Cha đi. Cha chú Trung ơi, chú Trung ơi, chết rồi chú Trung ơi. Kìa Lưu Hậu, làm gì mà có hải thế, có chuyện gì? Chú ơi chú mau kiếp lên đường ngài để cứu cậu hai. Hậu, vì sao mà cậu hai bị nạn tay? Vì bà ác độc sai người hãm hại, mong chiếm đoạt gia tài cho con mình sau này. Nhưng nghe tao hỏi bà nghĩ sai ai đi giết cái cậu hai? Ông già tôi quá ham giàu sang, ân sâu chẳng chọn thi hành kế mọn, hãm hại người hiền. Được rồi, tao với mày đi liền. Ôi, núi rừng đẹp quá, sao nhớ nhà quá. Mây trời giăng núi non, ngắm nhìn thèm heo hòn. Tiếng chim hót vang đi non, khiến lòng xóm u sầu. Cậu Định ơi, trời mệt quá. Nè, yeah, anh Lưu Bội, anh đi đâu vậy? Thì đi kiếm cậu chứ đi đâu. Kiếm tôi, chi vậy? Dạ thôi, xin phép ba cậu cho tôi nghỉ chút xíu, mệt quá. Chứ cậu đi trước nãy giờ, dễ gì tôi bắt kịp. Có việc gì cần kiếp lắm sao? Không lẽ tôi mới ra khỏi nhà có nửa ngày mà... Cần kiếp và quan trọng, bởi vậy tôi mới rượt đuổi theo cậu. Cậu hai, ở đời có nhiều khi chuyện mình không muốn làm mà hoàn cảnh bắt buộc mình phải làm, thật là khổ ghê. Không muốn làm mà bắt buộc phải làm, vậy mới gây. Nhưng ai bị bắt buộc? Tôi. Anh. Nhưng ai bắt buộc anh? Bà. Mẹ tôi. Dần. Bà ra lệnh cho tôi. Kêu tôi trở về à? Không, không phải kêu cậu trở về, mà là giết cậu. Giết tôi? Phải. Nhưng tại sao mẹ tôi lại muốn giết tôi? Cậu đoán thử xem. Tôi đoán không nổi. Cậu đoán không nổi? Tại cậu học nhiều sách thánh hiền quá, tánh tình cậu thì ngay thẳng quá, nên cậu cứ tưởng mọi người ai cũng như cậu. Nhưng cậu quên rằng bà ở nhà chỉ là kế mẫu. Bà về đây sau khi mẹ cậu qua đời. Đối với bà, cậu chỉ là con riêng, thì cậu còn lạ chi chuyện mẹ ghẻ con chồng. Nhưng đối với mẹ tôi vẫn một lòng hiếu thuận. Vậy mà không biết cậu là người hiền, những sản nghiệp của ông với tiền bạc luống dường, bà chỉ muốn dành cho cậu Toàn Nghĩa mà thôi. Cậu Toàn Nghĩa em tôi tuy cùng cha khác mẹ, nhưng tôi thương nó như em ruột của mình. Thì cậu Nghĩa cũng quý cậu như anh ruột trong gia đình. Chỉ có bà là xem cậu như là một cái gai. Bà xem tôi như là một cái gai à? Phải, nên cho phải nhổ. Cậu mà mất đi thì em đẹp mỗi bên. Ruộng đất bạc tiền sản nghiệp của ông, không ai vào đây chia chét và tranh giành. Ôi thế mới biết trò đời âm lạnh, gian ngang thay thế
tình cho đến thân nhân ruột thịt của mình, bị chữ tiền tài cũng mờ ám lương tâm. Còn đối với anh sau khi lãnh lệnh, anh suy nghĩ sao? Tôi đang chờ anh quyết định. Hồi ban đầu thì tôi cũng lấy làm khó xử, vì tôi với cậu nào có oán thù chi. Nhưng cậu lạ chi tâm tính của bà, khắc nghiệt, lọc lừa, quỷ quái tinh ma, có những hành vi độc ác nhất trên đời. Làm trái ý bà thì bà sẽ không tha. Lưu Bồi, bây giờ anh tính sao? Tôi tính rồi. Bây giờ tôi quỳ xuống tôi lại cậu. Anh làm gì vậy? Tôi lại cậu để xin cậu tha lỗi cho tôi. Tôi phải làm theo lệnh của bà. Nghĩa là anh nhất định giết tôi à? Cậu hiểu cho tôi, tôi không còn cách nào khác. Anh Lưu Bội, từ ngày anh vào ở trong gia đình tôi cho tới giờ, tôi đối với anh như thế nào hả? Dạ thì cậu hiền lành, tử tế, đối với người ăn kẻ ở cậu xem như là tay chân ruột thịt. Mỗi khi có làm điều gì lầm lỡ thì cậu đều bỏ qua hết. Và còn có lúc cậu che chở cho tôi khỏi bị bà la đầy quở phạt. Vậy mà bây giờ tại sao anh lại muốn giết tôi? Cậu hai, cậu tha thứ cho tôi. Thật ra đôi khi cậu như vậy thì sinh ra không bằng loài súc vật. Nhưng cậu hiểu cho tôi chỉ là đứa thất phu vô học, một giai nhân gọi giả bảo danh. Tôi đã từng được bà giúp đỡ lúc khó khăn, nay đành phải cúi đầu lãnh mạng. Tiền vật chất cho nên anh mới quên câu đạo lý luân thường. Chữ tín chữ trung anh không giữ được vẹn toàn. Bàn tay anh đã có lần dây máu, sao đến giờ này anh chưa tính ngộ ăn. Sợ chết đâu, tôi có thể chịu chết cho mẹ tôi vừa lòng ha dạ. Nhưng tôi chỉ sợ rồi đây tiếng đời mai mỉa rằng nhà họ Lưu có bà kế mẫu không kiền. Cậu còn đánh nè, cậu đừng có trách bà, cũng đừng trách tôi. Xưa nay cậu biết mẹ ghẻ ít hay thương con chồng, mà đứa nghèo như tôi đó cậu thì xem tiền như bạc trọng hơn nhân nghĩa. Anh Lưu Bội, giết chết một mạng người anh lãnh được mấy lãng tiền công, và số vàng đó chắc anh cho rằng anh sẽ tận hưởng đến suốt đời mạng kiếp. Mọi loài vật sinh ra trong vũ trụ đều có quyền được sống như nhau, không ai được dùng quyền giết hại lẫn nhau hay dùng bạo lực bắt mọi người khuất phục. Những kẻ chỉ sống trên xương máu của kẻ khác nhất định không vĩnh cửu lâu bền. Anh Lưu Bội à, trước hay sau tôi cũng thương anh, dù anh là người lương thiện hay trở thành thú dữ. Tôi muốn lời nói của tôi sẽ làm anh tỉnh ngộ nếu anh còn có chút lương tri. Cậu nói hết chưa? Nếu cậu nói hết rồi thì tôi xin phép cậu. Anh Bội, đừng anh Bội.
sát tương tàn, nhân quả phải đeo an, hãy nghe tiếng khuyên can, tìm nẻo đàn sám hối. Ác báo ác lại, nếu gây điều tội lỗi, trời đất sẽ không tha, quân bội phán đi vô tình. Cậu hai nhân hậu thảo, ngay là gương sáng của gia đình. Sao chẳng đôi theo giữ mình cho tông sạch, tham chi gấm lụa bạc vàng, đành đi cách nghĩa tình xưa. Ba đời ta nhờ ai mà nó ấm sống đưa, không gian khổ nắng mưa do lòng thương gia chủ. Đừng bất nghĩa bất binh tội, vong linh tiên phụ hãy tha lỗi, với cầu hai ba chừa bỏ chuyện sai lầm. Lưu Trung tránh ra. Anh bỏ dao xuống. Trung, mày muốn phá việc làm của tao phải không? Không phải phá, mà là cản ngăn anh đừng làm điều bất nghĩa. Mày đừng giải khôn tao. Không phải tôi giải khôn anh, mà là tôi khuyên can anh thôi. Tao không cần mày khuyên can. Mày đi chỗ khác. Còn thằng Hậu? Dạ. Bảo đã không cho mày đi, sao mày dám cãi lời tao? Theo cái thằng mắt tôi này. Cha mắt tôi, cha hay mắt tôi? Đó, tôi để cho con anh nó nói chuyện với anh. Hậu. Dạ. Về đi. Con không về. Mày là con tao hay là cha tao? Con là cha. Con là con. Con tao? Sao tao nói không nghe lời? Tại vì cha ác quá, cha tàn nhẫn quá, cha vô nhân đạo quá. Câm ngay. Con không câm, con nói hoài. Trời ơi trời, tao bẻ họng mày lú hậu. Cha. Cha. Cha ơi, cha có thể bẻ họng con, chứ cha không thể bóp chết tiếng nói của những người biết đối nhân xử thế. Cha hãy dừng ngay hành động vô nhân sai đường đạo lý, để cho tiếng nhờ lưu lại đỡ muôn đời. Cha phải ăn ở sao cho phải đạo là người, đâu phải quyền lực nào cũng làm cho ta khiếp sợ, đâu phải quyền lực nào cũng làm ta đánh mất lương tri. Cậu hai đâu có tội tình chi mà cha đành đoạn cầm dao tôn sát từ. Có phải tiền bạc làm cho cha mờ đôi mắt nên mới nhận tâm giết chết một con người? Nếu vì một lẽ gì mà phép nữ không buông tha, hay kẻ cầm cân công lý bị bạc tiền mua chuộc, nhưng một kẻ sát nhân với bàn tay dây máu tội của cha làm, e trời đất không dung. Trời ơi, mày rủa tao hả Hậu? Anh ơi, anh cứ quyền quyền đánh đó. Tao là cha nó mà không có quyền sao mày? Thứ cha như anh thì không có quyền với ai hết. Vậy là mày đã tới số rồi. Để xem mày tới số. À, chú. À, chú. À, chú à chú. Bội. Chú à chú. Thôi tao. Khoan. Chú. Anh Bội. Chú. Anh Bội. Chú. Nè. Chú à. Chú có đánh cha tôi á, chú đánh nhẹ nhẹ thôi nghe chú. Cái miệng ổng ào ào chứ ổng dở ẹt à. Chú đánh dằn mặt ổng vài cái thôi, cho ổng sợ thôi nghe chú. Chú đừng có đánh mạnh nghe. Thôi mày đừng có nói nhiều. Anh Bội. Lưu Trung, mày xem đi. Anh Bội. Trời, chú đánh sơ sơ thôi. Chú đừng đánh thiệt chết cha cháu à. Cha, trời ơi, cha tôi chết rồi. Hả? Cha tôi chết rồi. Anh Bội. Không biết đâu tôi bắt đền chú à. Sao anh Bội đã chết rồi à? Anh Bội. Tôi hiểu thằng chú mày đánh sơ sơ thôi. Tại sao thằng chú mày làm cha tôi chết? Hậu, chú
không cố ý giết cha cháu đâu. Vì dầu sao cũng là anh ruột của chú mà. Nhưng đó chính là ác lai ác báo, hại người trời hại quả không sai. Gieo giống dữ xây cặp nhầm trái dữ. Cậu hai, xác anh tôi để tôi chôn cất. Cậu hãy lên đường xuống chôn Trường An, ráng làm sao danh phận rỡ ràng, về quê cũ bản vàng số niệm. Ngàn đời ghi khắc sâu ân này, tám thương thai nghe tình đành rồi. Người vì tôi phải xa lìa anh, nhìn thâm ân lòng không phải mờ. Chớ dân dường để kinh đang chờ, nên đi mau ngày tháng trong giờ. Người dùng cao áo đang tròn thân, cầm làm tin về đưa cho bà. Con mong cầu cậu sớm thành công, nơi quan trường sử kinh lào thông. Người hiền lương sẽ không buồn dương, còn ta gian nghiêm nghi khôn lường. Nếu mai sao hiển dinh tông đường, thề chẳng quên. Con bắt đền bà đó. Hả? Bà đền mạng cha con cho con đi. Không biết đâu. Cha mày đâu? Cha nói con. Nói đi con. Cha con đâu? Chết rồi. Hả? Chết? Tại sao mà nó chết? Tại bà chứ tại ai. Bà sai cha con đi giết cậu hai Lưu Toàn Định. Con sợ chuyện chẳng lành nên mới bảo chú chạy theo. Không ngờ cậu hai võ nghệ cao cường nên mới hạ thủ cha con. Hả? Nhờ có chú trả thù cho cha con, chú con mới giết cậu hai. Sao? Giết cậu hai? Thằng Lưu Toàn Định đã chết. Con hãy đưa tang vật cho bà đi con. Dạ dạ. Đây nè, đây là áo của cậu hai nè, và lưỡi gươm còn dính máu đó. Bà ơi, con mồ côi cha rồi bà ơi. Nín đi con, nín đi. Nín đi con. Nín. Ta đã bảo nín đi bà thương. Đừng có la lớn không có nên. Hậu, nín đi con, nín đi con. Nín đi con. Nè, bà khen các con có lòng trung hậu, cũng vì bà mà cha của con phải mạng vong. Thôi, mọi chuyện nó đã lỡ rồi, để bà cho tiền để các con lo ma chay tống tán. Dạ, con xin đổi ơn bà. Tại phần số của anh con bạc phước, con không dám trách gì bà đâu. Con chỉ xin bà giữ lời hứa ban đầu, xé giấy nợ cho gia đình con thoát đời ở đợ. Được, được. Chẳng những bà xé giấy nợ mà còn cho thêm ruộng đất cho các con nữa. Dạ, con xin đổi ơn, dạ, bà. Đổi ơn bà. Dạ, cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng phải hứa với bà là chuyện này phải giấu kín. Nếu mà bày thố lộ với một ai thì chớ trách sao bà độc ác. Nghe chưa? Dạ, xin bà an tâm. Chú cháu con sẽ giấu kín chuyện này. Được rồi, tốt lắm. Dạ. Kìa, chúng nó ra kìa. Dạ, dạ, dạ. Nhớ lời bà dặn nha con. Không đi con, không đi con. Không đi con, không đi con. Đi con. Bà ơi, mợ ơi, cô ba cậu hai ơi. Anh Hậu. Đi rồi. Gì vậy? Em Hậu, đưa cậu hai đi thi thế nào? Sao em bảo là nguy? Dạ, cậu hai, con đưa cậu hai đến Quỳnh Thủ Cang, ngộ tặc nhân. Thế nào? Thế nào? Cha tên là sao? Sao? Dạ, dạ, tía con. Dạ, 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 cậu hai nó bị chúng giết chết rồi. Dạ. Trời, chồng tôi, chồng tôi. Mở, 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 mở. Thằng Định con ơi, là con ơi, con chết chi mà chết tức, chết tôi, chết không kịp rồi. Con
liền lôi xuống đánh những người ném đá dấu tay. Hậu ăn ở sát nhân sát đức có ngày trời cũng hại, hại mấy đứa tụi bay giết tí hậu giết cậu hai tao. Trung, Hậu, tại sao hai đứa bay đưa cậu hai có mấy dặm đường mà lơ đãng thế nào mà để cho cậu hai bị hại chứ? Dạ thưa bà, dạ chúng con đưa cậu hai đến Quỳnh Thổ Can bị bọn cướp chặn đàn, chúng đông quá nên hai con không đương cự lại, bị chúng đánh gục ở gốc cây. Cậu hai thì võ nghệ mới đương cự lại bọn chúng, vì sức tiêu thê câu nên mới bị chúng sát chi. Khi hai con tỉnh lại thì thấy chẳng còn ai, chỉ có xác cậu hai nằm đó, áo quần đầy những máu, sợ thi thể lõa lồ nên hai con mới chôn tạm cậu hai ở Quỳnh Thổ Can rồi trở về đây báo lại. Lưu Hậu kia, cậu ba, cậu ba mới về, cậu ba mới về. Cậu ba. Tại sao những người lại khóc? Nhà có việc gì? Dạ, tía tôi chết rồi. Sao? Anh Lưu Bội chết rồi à? Dạ. Chết thôi nào. Dạ, chết một lượt với cậu hai ha. Anh Toàn Định cũng chết rồi à? Dạ chết rồi. Tại sao chết? Dạ tại chết. Chết hồi nào? Dạ hồi cậu đi thi á. Đi thi sao lại chết? Dạ. Hả? Dạ. Trời ơi, thằng khờ khạo quá. Hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Thì cậu có hỏi con mới nói, cậu không hỏi làm sao con biết gì mà con nói. Thôi đi. Ngọc ơi là Ngọc, mẹ ta đâu? Dạ bà về quê từ sáng sớm á.
Còn chị ta. Dạ mợ hai ở sau giường. Đi, đi gọi chị ta đến đây dạ, ngay. Dạ. Nhanh lên. Tại sao gia đình đang bình yên lại xảy ra tai biến? Tại sao không một ai báo tin dữ cho ta hay? Một tai nạn bình thường hay có gì bí ẩn? Tẩu tẩu. Chú ba. Tẩu tẩu. Chú ba mới về. Phải, em mới vừa về nhà đã nghe tin dữ. Thằng Lưu Hậu nó quá ư khờ khạo, thuật không rõ đầu đuôi. Chị ở nhà chắc biết rõ trước sau, xin kể lại cho em được biết. Chú ba ơi, nhà ta vô phúc, năm dương nạn tài đình, thảm họa này kêu khổ thô cao xanh. Cảnh tử biết đoán tình phu phù. Ngày anh lên đường ưng thì tôi đã thao thức suốt đêm. Rạng sáng ngày đưa tiễn anh đi, muôn dặm đường xa anh sẵn sàng. Chiếm bản khôi nguyên cho hiện tổ vinh tông, cho rõ ràng danh phần. Có ngờ đâu nắm đất quan sơ, giữa rừng sâu núi thẳm đã vô tâm vùi dập thi hài. Anh lìa khỏi trần gian, số phận đã tình huynh đệ chan hòa thâm thiết. Nay chỉ thấy gió lùa hiu hắt, nơi phòng văn mực lạnh đáy hiên sầu. Chú ba ơi, chú có về đây, tôi nhờ chú trông nom dạy bảo ngọc nữ với kim đồng, hãy đưa trẻ vô phần ba. Là bổn phận của em đối với một người anh, cho trọn vẹn nghĩa tình huynh đệ. Em với anh toàn định tuy cùng cha khác mẹ, nhưng đối đãi với nhau bằng tất cả tình thương. Chia nhau từng chén cơm bát nước, chỉ bảo cho nhau những lời ơn. Bao năm trường đâu về gặp mặt, nào hay anh đã vĩnh biệt dương trần, bỏ lại hai con khờ dại ngây thơ sống cuối cùng bên người hiền phu. Em khóc cho một người anh danh số, mười năm trời nghiêng út văn chương. Thưa mẹ, con mới về. Thì con mới về. Trời ơi, đường xa mệt mỏi, sao con không vào ngơi nghỉ ở tư phòng, còn đứng mãi ở ngoài này trò chuyện. Thưa mẹ, con không thể nào an tâm ngơi nghỉ khi
khi vừa nghe hung tin như sét đánh ngang tai. Mẹ ơi, con có ngờ đâu ngày huynh đệ chia tay lại là ngày vĩnh biệt kẻ còn người mất. Con à, thằng Toàn Định nó chết á thì chẳng qua là mạng số, con khóc than á thì nó có sống lại được đâu. Thôi con vào nghỉ ngay đi, mẹ bảo trẻ nó làm nước sâm cho con uống. Nhưng con không hiểu tại sao mẹ lại không cho chị con thọ tang cho trọn tình phu phụ, cũng không cho thiết lập linh sàng để phụng sự khói hương. Tại sao vậy mẹ? Mẹ có đi xem bói thì ông thầy bói ông nói rằng những hồn quan chết chợ chết đường, nếu thờ cúng nó sẽ về đây mà quậy phá. Trời ơi, mẹ nghe chi những bọn đồng cốt du bà dối trá, thường bày trò gạt gẫm thế gian. Mẹ làm như vậy sẽ tủi vong linh người đã chết quan nơi chính suối anh khô bề nhắm mắt. Toàn Nghĩa, trời ơi, tao cho mày đi ăn học, bây giờ mày giải khôn tao đó phải không? Dạ, dạ thưa mẹ. Thôi, cho mày đi học nè, tốn bạc, tốn tiền, tốn quần, tốn áo, để cho mày sau này được làm ông này, ông nọ, ngồi trên đầu, trên cổ người ta. Vậy mà bây giờ nó trả treo tiên một, tiên hai với tao. Trời ơi, mày trả treo, mày trả thảo cho tao như vậy đó hả Nghĩa? Dạ, dạ thưa mẹ, con... Cứ đứng đó mà cãi đi con. Rồi có ngày cái sản nghiệp này mày đem cho ăn mày hết. Rồi lúc đó con nè, con cũng đi ăn xin luôn. Sao, bây giờ có chịu vào trong ăn uống nghỉ ngơi chưa? Hay là còn đứng đó? Xin mẹ hãy vào nghỉ ngơi. Còn con? Tao vào thì mày cũng phải qua tư phòng. Thưa mẹ, không được, con phải đi ngay. Đi đâu? Con đi tìm anh con. Trời, thằng Toàn Định nó chết rồi mà mày còn tìm cái gì? Con tìm xác anh con về. Trời ơi, mày còn đi tìm xác nó về để làm gì? Con Toàn Nghĩa, con bất hiếu bất mục, con thất giáo vô nghì. Trời ơi, tôi cả đời ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, không hiểu tại sao mà lại sanh cái thằng con nó bất tùng giáo hóa như vậy nè trời. Thưa mẹ. Thôi, tại sao mày cãi tao? Quả là đứa con bất dạy, cho mày đi học phương xa rồi về cãi mẹ cãi cha. Xin mẹ thứ tha, bởi con quá nặng tình huynh đệ, nên với cái chết của anh con sực nghi đổi thương tâm. Vậy rồi mày muốn cho bọn cướp nó thân thay ha? Dạ thưa mẹ, mỗi người đều có số phận, xin đi mẹ hãy an tâm. Ông ơi, sao ông bỏ tôi một mình trơ trọi, ông không ở lại mà coi đứa con ngộ nghịch nhi. Thưa mẹ, nếu mẹ không cho con viếng phần mộ của hiền huynh, thà con đành bất hiếu chết theo anh cho trọn tình huynh đệ. Có một mình con à, con chết rồi mẹ sống với ai? Mẹ chiều con đó, mẹ sẽ cho con đi viếng mộ Lưu Toàn Định. Dạ, con đội ơn mẹ. Mà khoan, mẹ không thể để cho con đi một mình đến Quỳnh Thổ Cang. Dạ thưa bà, có con. Mày chi? Dạ con xin theo kề cận Minh Cậu Ba để phòng ngừa khi bất trắc. Mình mày hả? Dạ có con nữa, con cũng xin đi bảo vệ cho cậu ba. Thằng Trung, thằng Hậu. Dạ. Cũng được, nhưng mà chưa đủ. Để còn ai nữa? Phải có ai bảo đảm sanh mạng của con, mẹ mới cho con đến Quỳnh Thổ Cang tảo mộ. Dạ con, con xin thề mạng chú ba. Cha con chết mồ quáng chưa sanh con, mẹ đừng để cho ai con cô độc chôn dương trần. Gia đình ta thảm họa bao lần, chú ba rủi vô phần, mẹ phải đành xa con. Mọi thôn lời dựng chắc ở núi non
có dài héo hon, bao đám mạng chú ba là một mất một còn. Mẹ ơi mẹ đừng bỏ hai con. Ui nghe trẻ thiết thơ lễ thăm mãi chan hòa, trời không hại người hiền, hai cháu đừng ngẫu lo. Thế nào bà dâu, bà có bằng lòng bảo đảm sanh mạng con trai cưng của tôi không? Nên suy nghĩ cho kỹ đi, bút xa gà chết đó. Thưa mẹ, tại sao mẹ quá khắc nghiệt với chị con như thế? Tình nghĩa của gia đình mà phải bút giấy cam đoan nữa sao mẹ? Vì đối với mẹ, mạng sống của con còn hơn ngọc hơn vàng. Mẹ, nếu không đồng ý thì khỏi đi tàu mộ. Tẩu tẩu. Dạ thưa mẹ, con bằng lòng làm cam đoan thế mạng. Mẹ, tẩu tẩu. Nếu chú ba chẳng bình an, con xin đền mạng với mẫu thân. Tốt lắm kỹ vào. Xin dâng. Hãy về đây chứng giám.
khuyên thủ tiết vợ chồng cho trọn đạo, nào quán chi chiến bóng khu phòng. Chỉ nhớ thương thân phụ ở trong mơ, câu danh phận nửa đường cam lời. Ngay vong hồn tía cậu, tía cậu chết như vậy cũng tại thằng chú. Thằng chú tại thằng chú nào? Tại sao lại tại hậu? Hậu hậu, mày nói tại ai? Dạ, tại ai? Thằng chú mày thấy bọn lục lâm đã vai hồn mất vía, cho nên bọn cướp mới là giết chết tươi cậu. Hậu tía, bọn cướp có đông lắm không? Bọn cướp này có một đứa thôi. Nè cái thằng khôn, trời ơi, cái gì mà một đứa? Ban đầu chỉ có một thằng, lát sau nó kéo tới hơn 500 đứa. Đông lắm đó cậu à? Dạ đông lắm. Ôi thật là đồ ngốc đồ điên cậu ba, đừng hỏi nó cho nhập lòng. Ai nghĩ chi cảnh muốn đoạn trường, đất bằng sông bùa mây dằn, nhìn mộ phần anh nghi ngút khói hương. Tía cậu ơi, tía cậu chết như vậy, con nói chẳng ra lời tức lắm tía cậu ơi. Kìa, trời không dừng vũ, sao nổi trận cuồng phong? Trong cơn gió thổi ngang, con nghe có mùi khét khét. Đúng rồi, có mùi khét khét. Cậu ba, thôi mình về đi. Thôi cậu, về ba. Cậu ba. Phải rồi. Có lẽ có cậu ơi, có cậu. Giang ra. Vô hậu quan. Có xin phép ai không? Đi vô coi nghênh ngang quá vậy. Dạ tôi có hỏi chú đứng gác ở ngoài cổng á. Có trác đòi không? Dạ, dạ không. Không có trác đòi. Dạ. Trời ơi, tới đây chi vậy? Bộ tụi này vui lắm hả? Dạ, tôi muốn gặp huyện quan. Muốn gặp huyện quan? Dạ. Trời ơi, mà nó giỡn hay là nó chơi vậy? Dạ tôi nói thiệt. Bà có quen lớn gì với ông tôi không? Dạ có quen, mà quen chút ít hả? Quen chút ít thôi à? Trời ơi, quen chút ít mà cũng lại đây nữa. Nếu bà quen chút ít thì bà ra tuốt ngoài kia chờ đến lúc ông tôi đăng đường. Tôi ngồi đây có được không chú hai? Giấy tờ mà mất mát thì bà đi vô tù. Vậy chừng nào quan lớn đăng đường? Giờ ngọ mà thôi. Tới giờ ngọ thì quan mới đăng đường. Sao hồi tôi quan đánh bài tư sắc, ông đánh gần tôi sang bà biết chưa? Trên nào quan lớn cũng thua, quan lớn sạch tuổi nên ngủ chưa đăng đường. Chú làm ơn, chú kêu ông dậy, chú nói rằng thôi im đi. Bộ bà vẫn chơi sao chứ? Quan đang ngủ, bà biểu kêu vậy bộ bà muốn giỡn mà cái tử thần hả? Dạ chú thông cảm, nhà tôi xa quá, nhờ chú giúp đỡ cho. Dạ đây chú cầm đỡ số tiền này xài. Bà làm gì kỳ vậy? Dạ cái này tôi biếu cho chú mà. Biếu trời ơi, biếu vậy đó hả? Dạ. Ôi, bà đưa tiền cái kiểu gì kỳ vậy?
Ôi, đưa giống như chợ mua cá vậy bà. Dạ, dạ đây thôi chú cầm thêm đi chú. Chú cầm thêm. Thêm nhiêu? Dạ 5 quan đó. 5 quan. Dạ. Vậy mà gọi là người biết xài tiền chứ. Kìa. Dạ. Ông ra tới kìa. Dạ, bà đứng dạ. ngoài kia nha. Dạ, đứng dạ. ngoài kia nha. Dạ. Quan quyền đăng đường. Linh Lệ. Dạ. Có gì nặng nặng con? Dạ bẩm. Dạ có một bà. Dạ nói rằng có quen với đại nhân. Dạ muốn xin gặp mặt. Dạ kính chào quyển quan. Bà chị. Vậy mà tôi tưởng đâu là khách nào. Bà chị vẫn mạnh chứ. Mời bà chị ngồi. Bây đâu? Dạ. Pha trà. Dạ. Dạ, quan anh dạo này vẫn khỏe. Cảm ơn bà chị, tôi khỏe hơn lúc mệt. Cảm ơn, mới đó mà đã 9-10 năm rồi. Từ khi anh nhà mãn phần, tôi mãi bận việc quan, nên không có dịp ghé qua để rinh chị, thăm chị. Hôm nay qua bộ đến đây, chắc cũng có điều chi hệ trọng. Xin quan anh cho Lính Lệ lui ra ngoài. Cho người lui. Dạ. Dạ đây, mời quan đọc qua thì rõ. Chà, việc này cũng khá rắc rối, nhưng có chỗ còn mơ hồ. Dạ bẩm với quan anh, dạ quan anh không ở trong gia đình tôi nên quan anh không biết. Trời ơi, cái con dâu của tôi nó hỗn hào quá quá. Chồng của nó là con riêng của ông nhà tôi, vừa mới chết để lại 2 đứa con. Tôi thì dọn dẹn của thằng Lưu Toàn Nghĩa. Vậy mà quan nghĩ coi, nó lập mưu lập kế để giết chết con tôi, để mà nó mong chiếm đoạt cái gia tài sản nghiệp ông nhà tôi để lại. Nín, bà chị làm ơn nín giùm tôi. Nín. Dạ, nín. Bà chị nín đi rồi nghe tôi hỏi. Dạ. Trong cáo trạng bà chị có nói rằng Đỗ Thị dụng mưu sâu độc, gạt Lưu Toàn Nghĩa vào rừng cho cọp ăn thịt, phải vậy không? Dạ thưa phải. Dạ thưa quan, con đó nó ác lắm quan à. Nó giống hệt với con gái mẹ của nó vậy đó. Nghe hỏi, cậu Lưu Toàn Nghĩa năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ nó tuổi Dần, năm nay 22 tuổi. 22 tuổi? Dạ. Thì đã khôn lớn thành nhân, đâu còn quá khờ dại để bị người ta gạt vô rừng cho cọp ăn thịt. Dạ quan không biết, chứ con Đỗ Thị nó có bà con với cọp đó. Bà con với cọp? Dạ. Còn chị có bà con không? Dạ không có bà con với cọp. Còn có ai đi theo hai đứa nó nữa không? Dạ có 2 thằng gia nhân và 2 con của nó. Vậy thì nếu Đỗ Thị có ý xui Toàn Nghĩa vô tận chốn rừng sâu, vô hổ lang xé thịt, sao nàng không linh mặt đi mà vào chốn ấy làm mà chi? Bẩm quan, Đỗ Thị xưa nay chân nặng nó chạy nhanh hơn ngựa, còn Toàn Nghĩa bọn tôi học trò yếu đuối mạnh mai. Chỉ phải biết rằng tôi giữ chức viên quan, tôi phải biết thế nào là phải trái quan ưng. Dù chỗ quen thân tôi cũng không nể gì, bếp nước không tha những người mua chuyện cao vàng. Ông anh nói vậy nghĩa là ông anh nhất định không giúp tôi. Không thể được đâu chị à. Xin bà chị hãy hiểu cho. Ông ơi. Ơi. Ai kêu ông? Bà mới trò chuyện với tôi, bà kêu ông ơi thì tôi phải ơi chứ sao.
Trời ơi, tôi kêu là kêu oan hồn của chồng tôi, chứ bộ tôi kêu ông sao mà ông lên tiếng. Ông ơi, ông sống lại mà coi bạn quý của ông nè. Người ta là quan quyền, còn tôi là dân già. Người ta đâu có thèm đếm xỉa gì đến tình nghĩa cô cựu với nhau. Ông ơi là ông ơi, ông ơi. Trời ơi, ông ơi là ở viện đường mà chỉ khóc bù lu bù loa coi sao cho tiếng. Trời ơi, ông ơi, ông ơi, ông có nghe chưa? Tôi tức mà tôi khóc, người ta cũng không cho tôi khóc bù lu bù loa. Trời ơi, trời, tôi tức quá mà. Đây nè, đây cái gói vàng này nè. Gói vàng này cũng biết tôi đem liễn xuống sông cho rồi mà. Đừng! Chị không được quyền làm như vậy. Sao không được? Sao không được quyền? Trời ơi, vàng của tôi thì tôi liễn. Nhưng luật pháp triều đình không cho phép chị làm sằng bậy với chị. Tôi là người bảo vệ pháp luật, bảo vệ là phải, không cho bà bừa bãi. Vàng để đâu để đó, để tôi cất cho. Ông anh cất phải không? Nếu mà ông anh cất thì tôi khỏi liền. Sao, bây giờ chị muốn gì? Nói đi. Dạ, tôi muốn nói, nhưng mà tôi thấy ông anh thanh liêm quá. Tôi thanh liêm chứ thấy vàng tôi cũng muốn đào gan đó chị. Làm việc cũng có khi khi co khi giãn. Nè, chị cứ nói. Dạ, tôi muốn nhờ ông anh trừng trị cái con dâu độc ác. Nào, chị muốn trừng trị nó cách nào? Tôi muốn cho nó ở tù vài chục năm. Anh nhắm coi có được không? Làm quan mà chị muốn bỏ tù ai lại không được chuyện đó qua dễ. Lẹ đâu! Đem bà chị vào căn nọc ra đổ vài lít nước mắm vào lỗ mũi cho bà chị. Sao quan bắt tôi? Không, đó là để cho chị biết cái người làm quan là có quyền như thế đó. Là như vậy đó hả quan? Dạ, dạ mọi sự trông cậy vào ông anh. Dạ, dạ tôi nói thiệt nha. Hồi mà tôi mới tới đây, tôi thấy ông anh cái sao tôi sợ quá. Đâu có gì đâu sợ. Vì tôi thấy ông anh là người thanh liêm. Chết đứt. Dạ. Nhìn qua ông anh nghĩa là tôi biết liền ha. Dạ, vì vậy cho nên tôi sợ ông anh cho tôi là kẻ hối lộ. Rồi ông anh bỏ tù tôi rụt xương. Ai dè đâu, ông anh dễ tính quá. Chẳng phải dễ tính thôi đâu mà còn dễ thương nữa. Dạ, dạ dễ mến nên á. Còn dễ dại nữa chị. Dạ, bởi vậy tôi vừa đưa gói vàng này ra thì là tôi muốn dạ đau gan rồi. Dạ, vậy bây giờ xin phép quan anh tôi về. Gói hồi nãy đó là lễ tương kiến. Vậy ha. Dạ, sau khi xong việc thì tôi sẽ biếu ông anh gấp đôi gói nọ. Ngoài đó còn trà rượu, gấm dốc lụa nhà tình biếu quan anh. Thật tôi chưa thấy ai hào hứng gì đây. Việc sống đàn đậu có nhọc nhằn kia lại bài qua các lâu thôn có linh lệ, đi theo bà đến tận lưu và bắt tổ chỉ về dùng tủ khảo ca rồi dám vào ngục thức cho ta. Dạ xin cáo biệt và có lời cảm tạ đại nhân, chúc ngài luôn mạnh khỏe để lo cho nước cho dân. Chúc chị ta về vạn sự bằng an. Bà đi đâu vậy bà? Ông
giấu gì sau lưng đó? À, cái này là tôi nấp sau tấm bình phong nãy giờ nghe rõ cả rồi. À, gì? Bà thấy chưa? Thấy cái tài làm quan của tôi chưa? Chỉ vài câu nói hăm dọa thôi. Bà ta đã loài ra cho tôi mấy lạng vàng đồng. Đây, bà cất đi một chỉ trước nha. Cất hả? Nè, cất. Cất. Bà làm gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, vàng mà bà liếng bỏ. Ông nghe tôi hỏi, ông làm gì ở huyện này? Bà này hỏi lắm cấm thì làm tri huyện chứ làm gì? Làm tri huyện có nhiệm vụ gì? Thì cai trị dân, làm cha mẹ dân, lấy luật pháp đàn áp dân. Không, luật pháp để cho chúng nó nể kiêng, dùng hình phạt cho chúng nó nể sợ, để dọa nạt nó, để hiếp nó, để áp bức nó, phải không ông? Bà này bữa nay ăn nói nghe lạ thiệt mà. Ông còn lạ gì nghĩ bà? Một người đàn bà không học hành, kém đức hạnh, một cái mẫu không hiền, một mẹ chồng ác nghiệt, một con trai bà sẽ chết một cách mờ ám, có thể do nhiều điều bí ẩn, mà ông là một quyển quan cầm cận công lý. Ông phải lấy sự công bình chính trực để tra xét xử phần cho ra lẽ trắng đen mới là vị minh quang. Chưa có lý đâu nhận hối lộ của nghị bà, tiền tài ám nhãn không kể gì, tiếng tai tàn ác vô nhân. Bà chớ lắm lời đa ngôn đa sự, không hiểu chuyện đời, quan trên giúp đỡ tận tình với dân dân, đó phải biết ơn. Biết ơn có nghĩa là mến phục. Ông ra làm quan vua đã trả lương, chứ sao không thể bảo rằng giúp đỡ cho dân mà lại giở trò sách dân đen. Đó là hối lộ, đó là loài sâu mọt. Tôi không muốn đôi co hay thất công tranh luận với một người đàn bà ngu muội. Ai ngu? Thì bà ngu chứ ai ngu? Ông ngu mà không nói tôi ngu à? Trời ơi, bà mắng tôi ha. Tôi bắt nực cười cho ông quá. Ông đã ngu mà còn dốt nữa. Bà này nói chuyện nghe tức trào máu. Tôi dốt mà tôi làm trí huyện được à? Thì đi thi, ông muốn người ta làm bài. Thi đậu, ông bỏ tiền ra mua chức quan huyện, mua chức tri huyện rồi. Rồi sao? Rồi tôi tệ như vậy mà bà ưng tôi đi làm chi? Tại cha tôi thiếu nợ cha ông, gả tôi đi trừ nợ, về ở với ông. Khi biết ông không xứng đáng là một viên tri huyện, tôi tủi hổ vô cùng. Vợ một người mà bà con gọi là tham quan ô lại, trời ơi, nhục nhã lắm. Tôi phải đi. Bà đi đâu? Hỏi chi nghĩa nhân không tròn, thôi đành lìa xa với nhau. Ôi quá xót đau, người sao lòng như sói lang. Ta tánh tham quan, gian manh sau này nguy nan. Thôi hãy im đi, đừng nên lo lắng nóng buồn. Ta phải tham quan vì tâm muốn lo cho nàng. Chim sang cấm nhung bạc vàng, lý do đâu mà người ngăn tâm. Ôi chàng chê thay vì cầu sang giàu quý quyền. Nhân quả trên đời lưới trời nào tha, vai gánh chia biết trong giao hòa, trách ai gian tà chứ phụ thề đôi đàn nơi xa. Nghe lời ta khuyên đàn đừng nên bỏ đi chui sang giàu, trong thấy thêm khinh. Thank you.
tình đi em với ai thương giùm. Trời lạnh quá. Em cũng lạnh nữa. Mà vừa lạnh vừa đói nữa anh ơi. Dù một mình ta không sợ ma. Dù một mình ta giữa ban đêm, ta không sợ ma. Trời đất ơi, mới nó không sợ ma sao tự nhiên có ma rên. Sợ nãy lỡ nó không sợ giờ sợ dai. Đừng nhát tôi nghiệp tôi. Ủa sao lại hình như là tiếng rên của trẻ con. Anh Hai ơi, em chịu nổi rồi anh Hai ơi. Ai? Dạ tôi. Dạ tôi. Tôi là ai? Dạ tôi là hai anh em. Ủa, ma đâu có trả lời kỳ cục. Cái này là người ta rồi. Ra đây coi. Dạ. Ra đây. Dạ đi không nổi. Đi không nổi vậy? Dạ. Què quạt sao đi không nổi? Dạ lạnh quá. Chân trung. Lạnh quá đi không nổi ha. Dạ. Thôi được rồi, để tôi vô. Dạ. Dạ. Trời ơi, hai đứa con nít. Thì chim non ngồi giữa gốc đa. Trời ơi, hai đứa. Ui, lạnh lắm hai con. Lạnh quá. Trời ơi, sao khổ quá vậy nè. Thôi được rồi. Để chú cởi áo đắp cho. Nè. Dạ. Cảm ơn chú. Nè, nhỏ nhỏ này mặc trước nè. Dạ. Kia lạnh phải không? Dạ, tao còn cái áo nữa nè. Nè, là đã mặc đi. Dạ, cảm ơn chú. À. Cô lạnh nữa hả chú ơi? Lạnh nữa hả? Dạ. Ờ, cái quần nó cũng ướt, đưa nè, cái quần nè. Dạ. Cảm ơn chú. Lạnh nữa hả? Dạ. Tao còn cái... không được mày, tao cởi anh nữa coi kỳ đó mày. Không được. Thôi lấy cái áo quấn đỡ đi con nè, cái áo nè. Đó, quấn đỡ đi. Quần áo chứ mỏng quá à. Đắp không có thấm nữa. Đắp còn chê nữa trời ơi, tôi muốn rung rồi nó còn chê nữa trời ơi. Thôi nè, còn cái lấy luôn đi. Nè đó. Cảm ơn chú. Ờ. Con còn lạnh nè. Hả? Phải cường sơn sát tử. Toàn gia hay tinh như xét đất ngang tay. Thúc lưu